Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước cộng tự do hạnh phúc. Bản cam kết hôm nay ngày 16 tháng 2 năm 2023 tại trụ sở công ty cổ phần nhân lực Bảo Ngọc Việt, địa chỉ 20 Liên Kê 7, Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Tôi cam kết nội dung như sau. Tôi tên là Trần Văn Quang, sinh ngày 23 tháng 9 năm 2008, số chứng minh 044-088-003628, cấp ngày 24 tháng 1 2022, nơi cấp cảnh sát quản lý hành chính, quê quán Quảng Trạch, Quảng Bình. Đã ký hợp đồng xuất khẩu lao động Đài Loan với công ty Bảo Ngọc Việt nên tôi không thể tiếp tục tham gia đi xuất khẩu lao động. Nhận biết từ vì hợp đồng là sai và tôi hiểu rằng số tiền tôi nộp cho công ty đã được công ty chi trả làm thủ tục hồ sơ xuất nhập cảnh Đài Loan cho tôi, nên tôi tự nguyện nhận lại đầy đủ các giấy tờ như sau: hộ chiếu đã nhận được mua. Công ty có trách nhiệm hoàn gửi lại theo địa chỉ của em. Công ty có trách nhiệm nhận gửi nhận về địa chỉ tại nhà. Về địa chỉ cho ông Trần Văn Quang, quê quán Quảng Trạch, Quảng Bình, và số tiền mặt 30 triệu đồng rồi gửi chuyển khoản. Tôi cam kết thanh lý chấm dứt hợp đồng và với công ty Bảo Ngọc Việt, đồng thời nhận lại đủ mọi tài sản của tôi đã nộp cho công ty. Tôi cam kết từ hôm nay tôi không có quyền kiện tụng, thắc mắc hoặc bất kỳ hành vi nào làm ảnh hưởng đến công ty Bảo Ngọc như đăng tải Facebook, đàng hoàng nói xấu công ty và trên mạng xã hội truyền đặt thông tin không đúng sự thật hoặc bất kỳ lý do hình thức nào, vi phạm bất kỳ hành động nào, tôi sẽ bị pháp luật trừng phạt và phạt 10 triệu đồng ạ. 100 triệu đồng. 1 tỷ Việt Nam đồng ạ. Vô điều kiện cho công ty Bảo Ngọc Việt, tôi cam kết nay tính trạng thái hoàn toàn minh mẫn và không có bất kỳ sự buộc nào. Người lao động cho Bảo Ngọc. Nghĩa là công ty đã kết thúc thanh lý hợp đồng với em và chi trả số tiền cho em và 30 triệu. Thì là bây giờ là em kết thúc hợp đồng với công ty, không có thắc mắc hay kiện cáo gì với những hành động như đăng Facebook, đăng mạng công ty là em đã vi phạm nhé.